Nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày hôm nay 31 tháng 5, nền nhiệt tại nhiều địa phương sẽ tiếp tục gia tăng, nhất là khu vực bắc bộ, Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ có nắng nóng gai gắt diễn ra trong nhiều giờ. Điều này khiến chỉ số cực đại của tia tí cực tím là tia tí UV cũng tăng nhanh. Điển hình là tại khu vực như là Huế là 7,6, Đà Nẵng là 7,7, Hội An 7,7, Nha Trang là 7,9 từ 10 giờ sáng ngày hôm nay chỉ số UV đã lên mức nguy cơ gây hại rất cao cho con người. Còn tại Hà Nội thì vào thời điểm 12 giờ trưa nay, chỉ số UV cũng đạt cực đại lên tới mức là 9,2, tức là mức cảnh báo đỏ về nguy cơ gây hại đối với sức khỏe. Và chắc chắn là đến thời điểm này thì có một câu hỏi mà nhiều người đang băn khoăn, đang muốn đặt ra là không biết là đợt nắng nóng lần này thì có kéo dài không và khi nào mới là cao điểm? Và câu hỏi này xin được đặt cho biên tập viên Thời tiết Hương Liên, xin mời chị. Vâng anh Phúc và thưa quý vị khán giả, khả năng là đợt nắng nóng lần này có thể kéo dài đến đầu tuần sau. Trong đó hôm nay và ngày mai là hai ngày nóng nhất đợt. Tại thủ đô Hà Nội, sáng nay trời đã ít mây, nắng chói trang. Đến 10 giờ, nhiệt độ tăng thêm 1 độ so với cùng thời điểm ngày hôm qua, lên mức 34 độ, cảm giác nóng rát khi mà đi ngoài đường. Dự báo càng đến trưa chiều nay thì nắng càng gay gắt hơn. Nhiệt độ ở Hà Nội có thể lên cao nhất là 38 độ, cộng với hiệu ứng đô thị, mức nhiệt cảm nhận có thể vượt 40 độ. Không khí hầm hập nóng cho đến tận tối. Không riêng Hà Nội, khắp Bắc Bộ và dọc từ Thanh Hóa xuống đến Phú Yên của Trung Bộ, trưa chiều nay cũng nắng nóng diện rộng, cảnh báo nhiệt độ cao 35 đến 38 độ và có nơi trên 38 độ. Thời gian nóng nhất là từ 12 giờ đến 16 giờ. Thời tiết nắng nóng lại đang dịp nghỉ hè nên rất nhiều trẻ nhỏ tắm mát mà không có sự kiểm soát của người lớn dẫn đến nhiều vụ đuối nước thương tâm. Chỉ trong 2 ngày qua đã xảy ra 3 vụ đuối nước liên tiếp ở Quảng Ninh, Hà Tĩnh và Đắk Nông làm 4 trẻ nhỏ thiệt mạng. Vì vậy các phụ huynh cần hết sức chú ý, tuyệt đối không để trẻ tự ý chơi gần hoặc là xuống bơi ở ao hồ mà không có người lớn trông chừng. Nên sử dụng áo phao hoặc là phao bơi khi xuống nước. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh, dự báo trời nắng khoảng 2 đến 3 tiếng tới, khá nóng với nhiệt độ cao nhất là 34 độ. Đến chiều thì mưa rông sẽ quay trở lại, không loại trừ khả năng mưa dồn dập trong thời gian ngắn gây ngập cục bộ, đồng thời có thể kèm theo rông sét và gió giật mạnh. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.